bên phải đền thờ chạy ra. Alleluia. Và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rồi mà reo lên. Alleluia. Alleluia. Sáng dần đứng Chúa Cha. Amen. Tạ ơn Chúa. Trong khi bên Do Thái đang có một số người tới đây để quan sát nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, thì bên Phật bên kia đất cũng có một nhóm người cũng đang tới đây để quan sát nơi phần Chúa Giêsu chịu phép rửa như thế nào. Với cái lá cờ này thì mình coi lại thử coi, hình như cũng không biết của bên nước nào chiếm đóng cái lá cờ của nước đó. Vướng mất mấy cầu. Vướng cột mất rồi. Bây giờ nhóm đồng hương 72 đang chụp hình lưu niệm nơi Đức Chúa Giêsu chỉ ghép rửa. Excuse me, this one the Palatine flag. This is Jordan, Jordan. Oh, Jordan flag. Jordan, yes. Oh, thank you. And the big win, the Jordan and the Jordan, Israel, yeah. Israel. Yeah. Vừa rồi là cái lá là cờ của Jordan bà con, và người ta đặt cái tên đó. Guys, listen to me. It is 12:35, okay? 12:35. Make sure you use the toilets all the way straight to the right. 12:45, be at the buses. Okay. Everybody at the buses, okay? 10 minutes.